xe cuốc gạt nước. Ủi nguyên về luôn, ủi vô vô ba cái sình cho nó chảy hết luôn, nước nó không có động dũng. Nó lấy cái làm đó, nó ủi luôn. Điện làm gì? Xe hư. Xe hư nữa hả? Xe hư của được. Chắc cái vô bàn đóng đá nó luôn các bạn. Này trời đang mưa luôn nha.
mang chắc hết đống đá nó luôn á, lấy đá đá đó, nó đổ vô trong xác mới lộ hay gì đây. Ủi luôn, ủi luôn. Đường này xe chạy khá đông nha các bạn. Mưa đang, trời đang mưa luôn nè. Bão. Ghê không, không có thứ gì mà nó làm không được trên ba cái dây đó, đá nào này kia nó móc cào cào. Rồi mình kết thúc video các bạn, hẹn các bạn vào video tiếp theo ha.